chiều sứ ba Anh nghe phải nhắc lại cách nói Anh ấy chỉ hơn mình 2 tuổi Ta chỉ Chỉ Tha chỉ bí, tả Tha chỉ bí tả Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung. Sau này còn nhờ bạn giúp đỡ nhiều. Dĩa khẩu khái chính nghĩa tua tua băng trụ. Được, quyết định như vậy đi.

nếu bạn ở lại việt nam thời gian dài rút dài nhận được lời mời kết bạn chưa sâu trình là mấy đừng khách sáo Bia khờ chỉ. Gọi đồ. Tung chỉ. Thực đơn của quán chúng tôi. Ở Hình như rất quen thuộc đối với chỗ này. quán cà phê này. Rì cà phê Khá ít gặp. Mình cũng thấy vậy. Ủa Buổi sáng đi. Sáng mở công ty ở Việt Nam. Tại Việt Nam khai công ty. Lợi hại như vậy à? Trởm lợi hại. Chỉ lớn hơn mình 2 tuổi. rồi bí tôi lớn 2 tuổi.